Rồi, xin chào cả nhà mình luôn nha. Xin chào cô dì, chú bác, anh chị em luôn. Chào tất cả anh em đồng nghiệp luôn nha. Chúc cả nhà mình có một ngày mới thật nhiều sức khỏe này, hạnh phúc bên người thân mình nha. Xem kênh YouTube vui vẻ. Nay cũng đến hẹn lên cả nhà ơi. Nay cũng tới cử thăm lời, mình cũng để 3 ngày 3 đêm mình đi thăm à. Cả nhà xem mình video thấy có hay cho mình một like và đăng ký kênh nha cả nhà, để mình có động lực để mình làm tiếp video khác cho cả nhà mình cùng xem nha. Giờ mình tới cái điểm đầu tiên rồi nè, để mình chuyển camera lại mình thăm có cái gì không, lần mình đăng cho cả nhà cùng xem nha. Khổ lại cho cả nhà ơi, nước này kém mà cam gì còn lắp còn lắp. Cá cả nhà, cá biết mấy con là quá trời. Cắn chết con. Nó xuất ổn. Chết con nữa nha. Cái này mới dậm hả luôn nè. Biết nay biết còn có lời không. Gồm mấy ông xịt.
Cá lớn chưa nè, mới dặm luôn. Tiếp theo của nhà cái này cũng mới dặm thêm nữa. Còn cá lóc đây nè. Cái chị vàng làm lợi nó chết ngắt. Tiếp theo cả nhà, ui còn cá lóc kìa, cái lăng mắng không. Tiếp tục cả nhà, cái tiếp theo cá chê cái này bốn năm cá chê mới nhỏ thôi.
Tiếp tục cả nhà ơi. Chặt cây luôn cả nhà ơi. Dần cây luôn. Ý mẹ. Rồi cái này cả nhà. Ghê không? Cây luôn cái nhà, sàn nhà đang đốn sập cây nhiều phút, biết cá còn không, bự nhỏ hay sao? Sập cây luôn, mai nó còn cái đó nha, phải nửa kilo, giờ mai nóng quá nóng cái nhà, mai nó tắt hoài luôn. Rồi điện thoại cái nhà, nóng quá nóng nó tắt hình đó. Mình quay ở nhà coi xong mình tắt máy, bắt mà đừng để mày nắng nó nóng tắt nữa, tự tắt nữa cái nhà.
hai cá lóc, ba cá chê. Lại view nhà xong tắt máy cái nhà, nắng máy quá nắng. Tự tắt ơi luôn cả nhà. À cả nhà ơi. Quản tự nhiêu ký. Quá trời. Ba đi chấm mà. Sao mày đang quay? Rồi, quá cả nhà. Nó rất văng kia nữa mẹ, đây là. Ủa, bạn đâu? Đây mình căng cái được nhiêu ký? Anh thưa mẹ. Anh 8 ký cả nhà, còn 7 kg. 8 kg đúng. Quá trời căng nó mờ. Anh tự. 8 kg cả nhà. 7 kg rưỡi cả nhà. Sao 400 cả nhà. Nửa ký à. Anh lựa cá lóc đi mẹ. Lóc rồi để đâu? Lóc rồi đi. Hả? Cái này có khu chụp chân đó coi. Nó có lại thấy qua đi. Đó có tốn chân á. Cái gì? Lóc rồi. Lóc bự không à. Mùa khô này đặt được nhiêu là cũng ngon cái nhà. 7-8 kg là chạy mà chạy đấy nha. Cái mùa nước á thì gì là ít chứ, còn mùa khô là gì là ngon rồi đó. Còn cái thang ở đâu mà? Cái hộp bờ có nhiều tao không biết đâu. Ủa còn với nhà dạ. Được cái nhà mình thì thấy thao mình nè. Anh ơi. Được cái thì cái nhà. Rồi chào tạm biệt cả nhà luôn nha. Cả nhà thấy coi video có hay nhớ cho mình một like và đăng ký kênh nha cả nhà. Để có động lực mình làm video khác cho cả nhà cùng xem nha. Rồi, tạm biệt cả nhà luôn.